Để tham gia vào một cái hội chợ thì bây giờ mình giới thiệu với các bạn cái bài là 8 cái điểm lưu ý khi chúng ta quyết định tham gia một cái hội chợ. Cái điểm lưu ý thứ nhất đó là cái công ty trưng bày, hay là mình hỏi là cái công ty, cái nhà tổ chức cái hội chợ đó. Cái đây là cái tiêu chí hàng đầu mà bạn phải đánh giá được cái kinh nghiệm của nhà tổ chức hội chợ, cái kinh nghiệm của người mà tổ chức cái cuộc trưng bày này á, là cái kinh nghiệm hàng đầu đó. Khi mà các bạn quyết định tham gia một cái hội chợ nào thì cái trong đầu bạn tự hỏi là cái nhà tổ chức nào, hội chợ này họ đã có kinh nghiệm chưa đó. Họ đã có, nếu mà họ chỉ có kinh nghiệm có 1 năm thì coi chừng, bạn hãy coi chừng đó. Họ phải có thành tích rồi. Tại sao các bạn thấy làm ở Việt Nam này, mỗi lần mà các bạn thấy hội chợ Vietbuild là tại sao nó đông kinh khủng vậy? Tại vì cái nhà tổ chức Vietbuild này họ quá kinh nghiệm đi đó. Khi mà họ tổ chức một cái là khách nó vô cùng đông và nó rất là hiệu quả với doanh nghiệp, như là hàng năm các cái doanh nghiệp trong chuyên ngành này họ họ xếp hàng để họ xin vào tham gia được cái tham gia trong cái cuộc hội chợ này. Các bạn thấy là trước kia nó họ vài trăm gian hàng thôi, bây giờ nó lên cả 1.000, 1.500 gian hàng, các bạn thấy kinh khủng không? Đó, nên là cái nhà tổ chức hội chợ là tiêu chí hàng đầu mà các bạn phải xem xét. Mình ví dụ như năm vừa rồi thì có một cái hội chợ cho mẹ và bé đó. Và có một bạn muốn tham gia vào cái hội chợ này, và trước khi hội chợ diễn ra 3 ngày thì bạn đó có chở mình tới gần chỗ cái khu gian hàng hội chợ của bạn lúc mà đang set up á. Thì mình rất là bất ngờ là trên con đường đi tới mình không thấy cái bảng banner quảng cáo trên 1 km tới trên cái tổ chức hội chợ đó. Thì mình cứ hỏi cái bạn tham gia hội chợ đó, mình nói là cái công ty tổ chức hội chợ này là cái công ty nào mà sao bây giờ họ chưa thấy truyền thông đâu gì hết đó. Cái nguyên tắc là cách 1 km của cái hội chợ là chúng ta phải có banner quảng cáo, treo băng rôn, chứ nói là cơ quan truyền thông báo đài chúng ta chạy lên Facebook chúng ta đủ thứ hết. Mà tại sao lại cái banner không mà cũng không có thấy? Và rõ ràng thật là cái lượng khách đến hội chợ này vô cùng ít, rất là lèo tèo đó, bởi vì họ chưa có cái kinh nghiệm làm truyền thông. Thì sau đó cái anh giám đốc của công ty đó, cái công ty chứ đó, ảnh xuống ảnh khảo sát, ảnh hỏi khách hàng, ảnh nói là lần đầu tiên ảnh tham gia hội chợ này, ảnh tổ chức cái hội chợ này, và ảnh nói là lần sau ảnh sẽ có nữa và ảnh sẽ bù cho các cái doanh nghiệp này. Các bạn thấy dở hơi không ạ? Nó rất là dở hơi, ok không ạ? Bởi vì họ hoàn toàn họ không có cái kinh nghiệm tổ chức này. Hoặc là cũng năm vừa rồi nó có một cái doanh nghiệp họ tổ chức hội chợ tại Cần Thơ, và họ mời các cái doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này xuống, mà họ chọn một cái địa điểm là cách thành phố Cần Thơ tới 2 km. Các bạn nhung ra điều này chưa? Nghĩ là cái chỗ đó nó có không gian rộng hơn. Các bạn đâu có biết rằng là khách hàng họ không di chuyển ra đó được, và thế là buổi tối nó rất là lèo tèo. Nghĩa là cái nhà tổ chức này họ chưa có những cái kênh kinh nghiệm ở một cái địa phương đó. Nên là cái tiêu chí thứ nhất mà các bạn cần phải thẩm định. Cái thứ hai là loại khách hàng. Cái hội chợ đó nó tập trung vào cái dòng khách hàng nào? Cái dòng khách hàng nó có phù hợp vào cái lĩnh vực, cái sản phẩm của mình kinh doanh hay không? Hãy hỏi cái người tổ chức hội chợ đó họ tập trung vào cái phân khúc khách hàng nào. Nếu hội chợ tiêu dùng thì phân khúc khách hàng chúng ta phải là tập trung vào những cái phân khúc khách hàng tiêu dùng. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có cái trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư của thành phố, là người ta gọi là ITBC. Thì ITBC hay tổ chức vào hội chợ phiên ở các cái quận. Và ITBC đó là tập trung vào cái phân khúc khách hàng trung bình. Và cứ mỗi tháng là một quận, để người ta tập trung vào cái phân khúc khách hàng đó. Nên là vừa rồi có một bạn cũng là doanh nghiệp lớn, hàng rất là cao cấp, đi tham gia vào cái hội chợ đó thì bán hàng không có được. Bạn chỉ có lợi ở cái là được truyền thông đưa hình ảnh của bạn, TV quay lên thôi, còn bán hàng hầu như bán không có được, tại vì cái phân khúc khách hàng nó không có phù hợp với cái sản phẩm của các bạn. Cái loại thứ ba là quốc tịch khách hàng. Các bạn thấy là ở Singapore, mình có dịp đi Singapore rất là nhiều lần tham gia các hội chợ ở bên đó. Thì ở bên Singapore họ tổ chức phần lớn những cái gian hàng, những cái hội chợ quốc tế của họ tổ chức là họ tập trung vào khách hàng quốc tế. Tại vì sao? Khách hàng mà nội địa ở trong nước của Singapore nó ít lắm, dân số của họ có vài triệu dân đó mà đó. Đó là họ luôn luôn tập trung vào khách hàng quốc tế. Khi mỗi cái hội chợ ở Expo của họ tổ chức là họ luôn tương tác với khách hàng Mã Lai. Các bạn thấy giữa Mã Lai, giữa Singapore thì đi bằng cái tàu điện ngầm, nó rất là gần là người ta chạy về, hoặc là cái Indo rất là nhiều nơi và người ta chạy về đó, tức là người ta tập trung vào cái quốc tịch khách hàng. Hoặc là ở Thượng Hải, các bạn các hội chợ ở Thượng Hải thì người ta tổ chức để người ta tập trung vào quốc tịch khách hàng ở rất là lớn trên toàn thế giới này, rất là nhiều nước. Thời điểm diễn ra hội chợ, cái thời điểm diễn ra hội chợ này nó rất là quan trọng. Các bạn chọn cái thời điểm nào, đầu năm, giữa năm hay cuối năm, hay là vào các cái dịp lễ hội, hay là vào các cái sự kiện gì đó. Tùy theo lĩnh vực kinh doanh của mình mà mình chọn cái thời điểm nó rất là phù hợp. Ví dụ như thời trang, thời trang thì các bạn phải chọn vào cái thời điểm cuối năm này để các bạn tham gia rồi, cái đó là điều chắc chắn rồi. Hoặc là các bạn chuyên kinh doanh cây cảnh, hoa cảnh, cá cảnh, thì ngay những cái hội chợ sắp tới là hội chợ hoa xuân hay là hội hoa cây cảnh rồi là các bạn phải tham gia ngay, bởi vì cái đó là cái thời điểm tốt nhất ở trong năm mà chúng ta tham gia. Tuy nhiên những cái lĩnh vực như ngành dược hay ngành gỗ gì đó thì ở Việt Nam chúng ta thì ngành gỗ nó hay có hội chợ vào tháng 10, các bạn nhưng mà hội chợ tháng 10 hoặc tháng 10, 11 thì cái thời điểm đó là các bạn giới thiệu ra để cho khách hàng biết và để người ta đặt những cái đơn hàng để người ta phục vụ cho Tết hoặc là nhà cửa chúng ta hoàn thiện Tết. Hoặc là hội chợ Vietbuild, các bạn thấy không ạ? Hội chợ Vietbuild thì họ tổ chức vào tháng 8 bởi vì các cái công trình xây dựng về cuối năm nó mới bắt đầu nó hoàn thiện thì phải tổ chức vào tháng 8 để mà có các cái đơn hàng để mà mới kịp ra được những hàng phục vụ vào cuối năm. Tùy theo lĩnh vực kinh doanh của mình mà các bạn chọn cái thời điểm cho nó phù hợp. Cái yếu tố thứ 5 mình muốn gửi đến các bạn đó là thời gian. Thời gian chúng ta tham gia hội chợ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày hay là các bạn thấy là có những hội chợ nó diễn ra cả 1 tháng, 2 tháng, đó là những hội chợ quốc tế, họ diễn ra thời gian rất là dài. Chọn thời gian mình ví dụ như là nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều mới tham gia lần đầu thì nên tham gia hội chợ 3 ngày thôi. 2 ngày đầu thì chúng ta tương tác tìm hiểu về khách hàng, ngày sau thì chúng ta lỡ mà hàng theo thì chúng ta cố gắng chúng ta xả hàng. Các bạn nhận ra điều này mà có những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm tham gia 3 ngày, ngày đầu tranh thủ lo bán hàng, ngày 2, ngày 3 không còn hàng nữa, để gian hàng đóng. Cái đó là do chúng ta không có kênh kinh nghiệm. Ngày 1, ngày 2 là chúng ta chủ yếu là giới thiệu sản phẩm, có hàng mẫu cho khách hàng xem, chúng ta tìm những đối tác lớn, khách hàng lớn chúng ta nói chuyện với họ. Và ngày cuối cùng chúng ta mới tập trung vào bán hàng, xả hàng để chúng ta không mất công phải mang hàng về. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm là chúng ta sẽ bị nó trật ở ngay chỗ đó đi. Hội chợ 5 ngày, 7 ngày thì các bạn biết là chúng ta đòi hỏi nhân sự, con người, chi phí, ăn uống, đủ thứ đó. Đặc biệt là chúng ta tham gia hội chợ ở nước ngoài, các bạn hình dung ra điều này thì kéo dài thời gian ra thì chúng ta đi là hàng loạt những cái chi phí khác nên chúng ta phải tính toán sao cho nó phù hợp. Tuy nhiên hội chợ dài ngày này chúng ta mới có dịp để khách hàng biết về mình. Có các bạn biết là bình thường thì các cái chủ doanh nghiệp, các đối tác họ cũng bận rộn lắm các bạn, họ cũng bận rộn lắm, không có phải thân mình cũng vậy. Nhiều lúc mình nghe cái hội chợ đó mà kêu sắp xếp đi chưa kịp đi thì nó hết mắt các bạn không. Thì những cái hội chợ dài ngày này là chúng ta chủ yếu là để chúng ta tiếp cận được tối ưu khách hàng nhiều hơn. Đó là lý do vì sao mà các hội chợ quốc tế người ta hay tổ chức cả tháng rồi. Vừa rồi mình có dịp đi bên Nga, năm vừa rồi thôi có dịp đi bên Nga thì các bạn biết cái hội chợ họ tổ chức đúng 2 tháng rồi. Do người Việt của chúng ta tổ chức ở bên Nga. Và vừa rồi thì mình đi chung với các bạn chủ yếu là tham gia khoảng có 7 ngày, 10 ngày thôi, mà như các cái công ty sữa Việt Nam là một số công ty khóa này, thời trang chúng ta là họ tham gia đúng 2 tháng luôn, cả cái công ty điện quang mình họ tham gia đúng 2 tháng luôn để làm cái gì? Để các cái doanh nghiệp của Nga, các cái vùng khác họ mới kịp bay về, các bạn biết không ạ? Tại cái hội chợ nó diễn ra tại Moscow và thành phố lớn tiếp theo của Nga đó là Saint Petersburg, đúng không? Nó cũng cách Moscow tới 600 cây số. Sochi thì nó rất là xa, những cái khu vực rất là xa, người ta mới có thời gian để người ta bay về. Đó là lý do mà người ta tổ chức cái kỳ nó rất là dài và chúng ta phải tính toán cho cái việc đó. Mục đích tham gia hội chợ nó là cái gì? Các bạn biết là chúng ta có nhiều mục đích tùy theo cái lĩnh vực và chiến lược kinh doanh của chúng ta thôi. Thỉnh thoảng các bạn đi tham gia hội chợ ở trong nước thôi mà do Hàn Quốc hoặc là Thái Lan tổ chức, các bạn thấy không? Thì có những hội chợ các bạn thấy có doanh nghiệp Hàn Quốc họ qua, các bạn tới thì họ nói chuyện, họ phát rồi xua tờ đó cho bạn, mà kêu mua hàng thì họ không bán. Thì cái hội chợ mục đích của họ là gì? Chứ họ làm thương hiệu, họ thăm dò thường trước. Họ chưa có vào thị trường Việt Nam chúng ta, họ thăm dò trước cái sản phẩm này có phù hợp với người Việt Nam hay không, người Việt Nam có lấy sản phẩm, có chấp nhận sản phẩm này không. Các bạn trong ra điều này chưa? À, nhưng mà có cái hội chợ các bạn thấy, đặc biệt là hội chợ Thái Lan các bạn không, vô là họ bán, tức là họ chuẩn bị sẵn rồi. Họ chuẩn bị sẵn cái thế là họ sẵn sàng tham gia Việt Nam rồi. Họ đẩy tối ưu cái doanh số của mình lên. Ok. Hoặc là có những cái hội chợ là gì các bạn thấy không? Các bạn vào cái hội chợ là người ta cứ phát nước cho bạn uống. Bạn không uống họ cũng ép bạn uống. Cái gì? Họ muốn test. Họ muốn test cái khẩu vị thị trường. Thông qua cái hội chợ này mới test được à cái này khách hàng uống xong rồi khách hàng cảm nhận nó như thế nào, có tốt hay không. Cái này là rất nhiều doanh nghiệp áp dụng, mà thông qua hội chợ là do lượng khách hàng lớn chúng ta áp dụng rất là tốt. Ví dụ gần đây mình vào McDonald's thì họ cũng đưa cho mình cái bánh ăn cho miễn phí thôi, họ ăn rồi họ yêu cầu mình test. Tuy nhiên là các bạn thấy cái lượng khách nó vẫn rất là giới hạn. Còn ở hội chợ trong vòng một ngày chúng ta test được vài ngàn khách hàng, trong vòng 5 ngày thôi biết đâu chúng ta test được cái 10.000 khách hàng, và cái con số cụ thể nó ra và chúng ta về chúng ta có chiến lược điều chỉnh cho nó phù hợp. Lĩnh vực cái hội chợ này nó tập trung vào lĩnh vực gì? Ví dụ như các bạn tham gia ngành dược, ok, mà các bạn là sản phẩm dược mà là dược viên ra viên luôn thuốc đó, thì các bạn tham gia để các bạn ngoài việc buôn bán hàng thì các bạn còn tham gia để đi làm thương hiệu nữa. Mình ví dụ như vừa rồi cái hội chợ ở đồng bằng sông Cửu Long thì có một cái doanh nghiệp dược rất là lớn ở đó là Dược Hậu Giang, ok, mà họ làm gian hàng rất là bự, nhưng mà bí mật là họ cũng chả buôn bán gì đâu, họ làm thương hiệu thôi, họ làm thương hiệu để cho người đồng bằng sông Cửu Long nhận diện biết hơn, quen biết hơn, thấy cái thương hiệu của Dược Hậu Giang nó thân thiện hơn, chứ không phải là họ buôn bán. Tại vì Dược Hậu Giang họ không thể bán lẻ cho từng người được, họ bán qua các nhà thuốc rồi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì cái hội chợ đó mục tiêu để đó họ làm thương hiệu thôi. Tuy nhiên bạn cũng làm bên lĩnh vực dược, mà bạn là người gì chế tạo ra các cái máy móc để đóng bao bì, đóng gói ngành dược, thì các bạn phải tham gia vào cái hội chợ chuyên ngành để gì, để cái doanh nghiệp dược đó nó tới nó xem rồi nó mua những cái máy móc đó, chứ chúng ta không có cần phải tham gia vào một cái hội chợ mà đông người kia là hàm gì. Chúng ta chỉ tham gia vào cái hội chợ chuyên ngành đó thôi, thì theo lĩnh vực mà chúng ta tham gia. Quy mô thì các bạn tham gia hội chợ các bạn phải hỏi nhà tổ chức hội chợ, tùy doanh nghiệp của mình mà chúng ta phải hỏi quy mô. Giờ ví dụ như là hội chợ mà ở ITBC thành phố Hồ Chí Minh này họ hay tổ chức là theo quận thôi. Cái quy mô của họ là 100 gian hàng đổ lại thôi các bạn, nó khoảng là 80, 90 cho tới 100 thôi. Họ tổ chức ở một cái khu công viên nhỏ ở một cái quận đó thôi. Tháng này quận này thì tháng kia qua cái quận kia. Hoặc là các bạn thấy là có những cái doanh nghiệp mà nó chuyên bán hàng lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh này, các bạn thấy có nhà văn hóa thanh niên á, cuối tuần á, người ta có một cái hội chợ rất là nhỏ để cho người ta bán cho tiêu dùng thôi. Thì cái quy mô hội chợ nó chừng trăm gian hàng đổ lại thôi. Tuy nhiên có những hội chợ như Vietbuild các bạn thấy không, cả ngàn gian hàng. Vậy thì cái quy mô này nó cũng rất là quan trọng, tùy theo doanh nghiệp của bạn. Cả ngàn gian hàng á, chưa chắc bạn tham gia vào cả ngàn gian hàng đã tốt rồi. Ví dụ như là đông quá, cái khách hàng họ đi không hết được, họ đi đâu có nửa ngày nó mới có nửa. Mình đã từng đi những cái hội chợ lớn rồi, mình mà đi cả nửa ngày 4 tiếng đồng hồ các bạn, mình đi mới có được 500 gian hàng à. Còn 500 gian hàng còn lại nữa mà đuối, mình cứ thôi đi về. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là cái quy mô của một gian hàng, nó quy mô của một tổ chức hội chợ đó, chúng ta cũng phải xem xét lại. Nếu mà một cái hội chợ mà quy mô lớn quá thì chúng ta phải tổ chức dài ngày. Có những cái hội chợ mà đi tới 2 lần các bạn ạ. Thì tùy theo cái mục đích của mình mà chúng ta phải xác định quy mô. Vậy vừa rồi mình giới thiệu các bạn 8 yếu tố mà chúng ta phải quan tâm. Thứ nhất là kinh nghiệm tổ chức này của một cái công ty đó, thứ hai là loại khách hàng này, thứ ba là quốc tịch của khách hàng này, thứ tư là thời điểm này, thứ năm là thời gian để chúng ta tham gia, mục đích chúng ta tham gia là gì, lĩnh vực nào chúng ta tham gia và quy mô của một cái tổ chức hội chợ mà các bạn cần lưu ý. Cảm ơn các bạn rất nhiều.